lẽ bây giờ mình chia tay nhau vì vụ tắm không đủ hai lần nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào MC Quyền Linh à. Chào chị Ngọc Lan à. Chào em. Chào quý vị khán giả đang và chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Đào Anh Khoa, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh à. Hoàng Đào Anh Khoa. Dạ. Khoa làm công việc gì? Dạ con làm nhân viên bảo vệ cho trường quốc tế. Ở quận mấy? Dạ quận 11 à. Quận 11. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ con ở với ba mẹ và em. Ba mẹ với em nữa. Em trai hay em gái? Dạ em trai. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Hoàng Thị Kim Thảo. Em 27 tuổi và hiện tại em đang ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Em làm công việc gì Thảo? Dạ, hiện tại là em đang làm livestream trên TikTok đó chị. À, vậy hả? Quê mình là ở đâu hay là em mình... ở Lâm Đồng chị. À, quê ở Lâm Đồng. Dạ. Bạn Thảo 27 tuổi, là rồi. Một TikToker. Rồi, Khoa. Dạ. Khoa có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho Thảo nghe đi. Dạ, ưu điểm của con là biết quan tâm mà. Biết làm việc nhà, biết nấu ăn nhưng mà cũng tạm được. Dạ. Có nấu ăn cho gia đình ăn không? Con nấu cũng dở lắm chưa, không có được ngon. Biết nấu ăn mà cũng dở hả? Dạ. Có giặt đồ, quần áo trong nhà không? Dạ có, con mọi thứ đều tự làm. Tự làm hết đúng không? Dạ. Có khuyết điểm gì không Khoa? Dạ, khuyết điểm con là hơi nóng tính. Nóng quá mình có quýnh ta không? Dạ không, nóng quá thì con đi ra chỗ khác. Con ngồi một mình xong rồi lúc đó con lại chạy lại. Làm bảo vệ mà nóng quá là không được nha. Mình nóng cỡ nào nhưng mình cũng phải nói chuyện từ từ. À dạ. Chú nóng à, chú hay quạo lắm á. Vậy là ổn á, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Em làm công việc tới nơi tới chốn vậy lắm. Rồi em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Còn khuyết điểm của em thì em có một chút hơi nóng tính á. Kiểu như quyết đoán mà người khác mà cản á là em làm cho bằng được luôn. Nóng tính dữ vậy đó hả? Dạ, kiểu giống là tự lập riêng á anh. Nóng đó tính là quá, cá tánh chưa, chưa nóng đó. Chị chưa thấy chỗ nào nóng luôn á. Bên đây cũng nói nóng tính mà thật ra cũng không thấy chỗ nào nóng luôn á. Không thấy nóng chỗ nào. Khô à, nhìn mặt thì khô. Đây nè, hai MC này mới nóng tính nè. Tôi nóng à. Chút xíu gặp nhau cô có nóng dữ không? Đường tình duyên thế nào được Khoa? Dạ con có một mối tình được một năm. Năm? Dạ. Yêu dữ dội không? Cũng chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi á? Dạ. Yêu chưa đến nỗi là yêu sao? Là cũng đang trong thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu thôi rồi sao chia tay? Khoảng cách địa lý với lại trong thời gian tìm hiểu là bước đầu quan điểm. Khoảng cách địa lý sao không? Ở đâu với đâu? Dạ Huế. Rồi sao đi ra Huế yêu hay sao? Dạ ba mẹ bạn đó là muốn bạn đó là ra ngoài lập nghiệp. À rồi dạ. Bạn về đó luôn. Dạ. Không có yên tâm khi để con gái mình ở Sài Gòn. Rồi. Dạ. Đó. Bên đây là yêu xa không có được, bất đồng quan điểm luôn. Dạ. Một mối tình duy nhất. Bây giờ là cũng đang không có gần nhau nữa đó. Đây đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Đây ở đâu? Dạ con ở Tân Bình à. Dạ. Xa quá. Xin lỗi. Bà Lan này bà nó nghĩ dạ, lộn xíu. Dạ, coi như Bình Tân, Tân Bình là hợp lý lắm đó nha. Đường tình duyên sao nè? Em có hai mối tình nhưng mà mối tình đầu tiên á thì quen được 4 năm nhưng mà kiểu như là bạn bè thôi. Xong rồi quen anh nó tán em á thì quen được khoảng gần 1 năm thì không hợp nữa thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen xa nên cũng không hợp nên. Xa là xa cỡ nào? Dạ quen chỉ qua nói chuyện qua điện thoại thôi. Ủa vậy đó hả? Dạ đúng tình rồi. Yêu qua điện thoại thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Qua điện thoại sao yêu được? Giống như là mình nói chuyện cái mình đồng cảm á. Mình cảm giác là những cái người ở ngoài không có hợp với mình mà cái người đó lại hiểu mình. Nhưng mà chưa kịp gặp nhau mà đã dạ, xa gặp, nhau rồi. Gặp được 2-3 ngày thì không hợp. Rồi. Qua cậu nhà trai tôi nóng lắm. Cũng hiểu. Bảo vệ mặt quặm trợn lắm. Em vậy chị. Trời mặt bặm trợn ghê vậy. Trợn ghê chứ. Thấy là sợ luôn rồi đó. Đứng làm bảo vệ tôi vô tôi cũng xỉu luôn á. Dữ quá trời dữ luôn. Mặt gì đâu mà dữ. Trời ơi. Trời tới tôi nó làm ở ngoài đường luôn. Mà coi nè mọi người. Đeo khẩu trang. Thấy thương quá à. Em quay qua cho mọi người xem đây đó. Đeo khẩu trang nè. Nguyên cái khẩu trang ở trên mặt tôi. Mặt cái trắng tươi. Coi như là giống như cục bột kia đó. Xong cái ngồi bảo vệ nắng quá thành cái vệt luôn. Phải chi mặt tôi đen. Không có nắng ăn được thì không có giấu. Em không thích đàn ông gì nè. Em không thích đàn ông hút thuốc. Ừ. Không thích đàn ông vũ phu. Vũ phu. Khó tính á. Em không như được như thế này, em không như được như thế kia là em... Rồi. Này không là gia trưởng đó. Dạ đúng rồi, gia trưởng á. Còn không thích gì nữa. Còn lại thì em bình thường. Bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Kìa trong vũ phu lắm à.
cũng nóng tính hả? Bên đây người ta chuyên đi bảo vệ người khác mà làm sao mà vũ vu nóng tính gì được. Cái chú bên kia chú như là cục bột vậy đó. Chú hiền khô à, mà nói nóng tính là làm thứ ghê lắm không? Mình muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào con gái? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, hợp và hiểu tính nhau nữa. Thì tìm hiểu sẽ hiểu. Dạ. Mà hiểu xong sẽ hợp. Hai đứa đang ở xa nhau, Bình Tân, Tân Bình á. Dạ, nếu được mà hợp thì cưới luôn cũng được. Cưới luôn cũng được. Hợp cưới luôn ha. Trời ơi. Tuổi trẻ bây giờ nó mạnh dạn quá. Thấy bên kia mạnh dạn không? Dạ mạnh dạn. Cưới luôn đó. Dạ. Chịu không? Dạ chịu ạ. Rồi giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình là sao nè? Em muốn một mẫu người là người phụ nữ của gia đình, ở sạch, không nói nhiều. Mình có ở sạch không mà mình đòi người ta ở sạch? Có, em sạch sẽ. Sạch cỡ nào? Dạ một ngày là giặt đồ một lần, không có để qua ngày. Rồi ngày tắm mấy lần? Dạ tắm 3 lần. Rồi đó sạch. Hợp lý. Sạch quá. Sạch dữ lắm. Thì, sạch tắm gì dữ vậy trời. Một ngày mình tắm 3 lần hả? Dạ. Mình có muốn vợ mình ngày tắm 4 lần không? Dạ không ạ. Vậy chứ vợ mình ngày tắm 1 lần được không? Dạ miễn sao là tắm 2 lần là được. Phải tắm 2 lần nha. Phải tắm 2 lần. Có khi lười tắm luôn. Hả? Không tắm luôn hả? Dạ tại vì công việc của em đôi khi em ngồi xuyên suốt á. Có khi là em lười á, khi em quên. Thật ra là đúng, mệt á. Nhưng mà giờ có ổng không bắt tắm ngày 2 lần á, được không? Để coi lại. Không lẽ giờ mình chia tay nhau vụ tắm không đủ 2 lần nữa. Thậm chí không cần tắm. Khi ra Đà Lạt 3-4 ngày không tắm rồi sao? Bây giờ nè, trời. Đi Đà Lạt 3-4 ngày không tắm hả? Đúng rồi, 3-4 ngày tôi không tắm luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi sao nha. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ, em trai và bạn thân. Dạ. Đi cả nhà một luôn. Một gia đình ha. Luôn. Ờ, cả nhà con. Dạ, con chào cô chú. Nè, bé đứng lên nó chào gia đình nè. Xin chào anh Cường. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào gia đình Minh và gái. Chú chào con. Dạ. Chú là ba của ông Khoa. Theo chú dừng xét thì con cũng thì thấy cũng phúc hậu, dễ thương. Hai đứa thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu mà được thì sẽ đi tới hôn nhân luôn. Hay quá. Dạ. Mẹ chồng tương lai nè. Thấy con dâu tương lai thì sao? Thấy dâu hiền, đẹp. Đẹp tôi ưng ý rồi đó. Ưng ý rồi đó. Mình đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh. Chị gái hả? Dạ. Dạ rồi, xin chào chị gái ạ. Chị ruột hả? Dạ chị ruột em. Em chào anh Ngọc Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào gia đình bác trai. Chào em trai với chào tất cả mọi người trong trường quay. Chị thấy bạn này cũng hiền, cũng đẹp trai, dễ thương. Hơi kỹ tính chút thôi. Nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội làm quen, tìm hiểu cũng được. Thật ra nói chơi với quỷ đầu kỹ. Nói vậy thôi, làm nó cũng vui. Chúc bàn vụ tắm nha. Đúng, hồi sập mà nói cho ra lẽ cái vụ tắm nghe chưa. Để mai mốt rồi về ở chung rồi cái một lần, hai lần, ba lần gì đó. Đúng rồi, không hợp nhau nữa rồi đủ thượng mai bà mối. Em cũng phải quyết liệt nha, em tắm một lần là dứt khoát một lần nha. Còn chịu không chịu thôi. Còn nếu em chịu thấy đẹp trai quá em tắm hai lần. Rồi mở rao. Tới. Nói lớn lên. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Đứng đó, đứng. Ủa sao hai này tặng quà mà chớp nhoáng quá vậy ta? Ừ. Đó, đứng đó rồi mình giải thích cái món quà mình là gì, mình tặng gì. Cái này là cuốn sách đó. Cuốn sách này hay lắm, em tặng cho anh để anh tự tin bước tiếp trên những con đường phía sau này. À, cảm ơn em. Dạ. Còn món quà của anh là 19 bông là tượng trưng cho cái sự kiên nhẫn chờ đợi em bấm nút. Dạ, em cảm ơn em. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ em cũng mới gặp nên chưa có cảm nhận về nhiều á. Thấy anh có bậm trợn không? Anh nó dữ không? Cũng được trai. Cô về cũng hiền khô. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, giống như mong muốn của anh. Anh có biết chụp hình không? Cái công việc của em á là cái người đó phải biết chụp hình. Anh có biết một chút thông tin về chụp hình. Dạ. Tại vì em cũng like trên TikTok, anh có chơi TikTok không? Anh có chơi. Dạ, anh nhớ follow kênh TikTok của em nha. Lát về anh follow. Ủa alo. Em nghĩ ra ý tưởng quay TikTok liền cái coi. Bây giờ làm cái trend gì đó. Đúng đi rồi. Chú Linh quay cho nè. Nè TikTok nè. Chí nha. À đứng nhảy thôi. Nói vậy thôi nào. Hai đứa nhảy xong rồi tạo trái tim thôi. Đứng xích á. Dạ. Đó, nhiều đó thôi nha. Nào chuẩn bị nha. Mà nay nó làm nha. Nào. Thấy vui lên nào. Ủa thấy vui lên nào là phải vậy chứ. Không có trái tim mà. Đúng rồi.
phải có trái tim. Hai đứa nào đưa qua nhà hai đứa, hai đứa cái kết của hai đứa là gì nè? Hai đứa đưa về nha. Dạ. Nào, hai ba. Rồi xong. Lúc đó không lìa máy qua chút xíu có hậu cảnh nữa nè. À quên ha. Anh không thích người con gái như thế nào? Anh thì không thích người con gái ở giờ. Cái đó em có. Theo anh như thế nào là ở dơ? Theo em anh hỏi như đi thế con. Nào là ở dơ? Một ngày thì nói chung là mình cũng phải tắm ít nhất một lần. Còn nếu như mình làm trong môi trường mà văn phòng máy lạnh thì mình không cần phải tắm nhiều, tắm một lần là được rồi. Môi trường của anh thì tiếp xúc với học sinh, phụ huynh, cho nên là phải ra mồ hôi, cái người nó khó chịu, cho nên anh về là anh phải tắm rửa giặt đồ. Không muốn bạn gái ngày tắm mấy lần nó luôn đi. Anh thấy thì một ngày tắm một lần là được rồi. Nãy mới nói hai lần rồi xuống rồi. Vậy chứ vợ mình ngày tắm một lần được không? Dạ miễn sao là tắm hai lần là được. Thấy là đẹp quá. Đẹp quá lòng. Trời ơi. Giữ quan điểm của mình chứ Khoa. Dạ. Nó lại nào. Theo anh thì một ngày tắm hai lần là được. Buổi sáng với lại trong sau khi mình công việc xong xuôi thì tối về là mình tắm. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Được không? Dạ em thấy anh cũng vui tính, cũng được. Không, cái vụ mà ngày tắm hai lần á. Dạ, hai lần thì cái đó để sau này về bàn lại nhau. Sợ lúc đó sợ tốn tiền nước không tắm thôi chứ. Dạ. Bình Tân với Tân Bình cách mấy chục cây? Từ nhà con mà xuống dưới Bình Tân là khoảng 15 phút à. Bây giờ mình bàn chuyện hôn nhân gì đi, ba mẹ nó được làm luôn kìa. Em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Em ngại kiểu như là đi tìm hiểu lắm, tìm hiểu được á, tới giờ hôn nhân luôn. Em sợ cái khoảng thời gian mà bắt đầu lại lắm. Lúc trước em quen ở ngoài em nhát lắm, em không có quen ai á. Em sợ cái thời gian kết thúc với lại bắt đầu á. Có cơ hội cho nhau cơ hội thì mong cả hai bên tiến tới hôn nhân. Ba nói cho bạn biết đi, mình lấy vợ về có phải làm dâu gì không? Nếu mà sau này tụi mình tiến tới hôn nhân thì em không cần phải ngại vấn đề làm dâu. Vì anh đã có nhà riêng. Vì anh đã có nhà riêng. Thôi rồi đã. Ngon lành luôn. Là nhà là anh tự mua hay là của ba mẹ cho anh? Sau khi bà nội anh qua đời thì bà nội anh có để lại cho anh căn nhà. Tương lai là ổn định rồi đó. Hai bạn là không phải lo rồi đó. Giờ chỉ lo là cố gắng làm việc, dung đắp cho cái căn nhà đó nó càng ngày nó càng đẹp hơn, càng to hơn, càng hạnh phúc hơn. Dạ. Bây giờ nè, Hoa bước lại nắm tay bạn gái cơ. Tôi nhìn mặt nó thấy thương quá. Giống cháu tôi quá, tôi thấy thương quá. Nắm tay bạn gái đứng lên. Nắm tay em. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi, hai đứa nhìn thẳng mắt nhau. Hoa thấy bạn gái thế nào? Anh thấy em thì dễ thương, gương mặt phúc hậu. Từ khi mà anh đăng ký hẹn hò đến bây giờ anh mong muốn được một người con gái như mình mong muốn. Hôm nay đến chương trình anh đã tìm được, đó là em. Anh đã tìm được, đó là em. Trời ơi. À, cảm ơn ông Mai và bố đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp nhau. Nếu sau này mình tiến tới hôn nhân, anh sẽ hứa là sẽ bao bọc và che chở cho em quãng đời còn lại. Trời ơi. Hay dữ trời. Em cảm nhận thế nào về Khoa? Em cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ. Sao sợ? Run quá. Run hả? Dạ. Hiền khô mà sợ. Run là vì mình hồi hộp hay là mình sợ sao? Kiểu lâu ngày rồi không có ai nói những lời như vậy với em á. Khoa chân tình á. Dạ. Khoa nói thật lòng á. Bây giờ mình giỡn chơi thôi chứ thật ra Khoa rất là hiền lành. Mình về vị trí đi. Những cái gì Khoa nói, Khoa đã nói hết rồi. Bây giờ quan trọng là quyết định của nhà gái thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Bấm nút vì mình, không bấm nút vì ai cả. Nếu như mình thấy cảm giác không đúng với nửa yêu thương của mình, chúng ta không cần bấm. Bấm phải xuất phát từ trái tim của mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Anh nắm tay em nhé.
Nói gì với ba mẹ đi Khoa? Ba mẹ, hôm nay con có bạn gái từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Con cảm ơn ba mẹ với lại mọi người đã tới dự chương trình của con. Và cảm ơn chị bên nhà bạn gái. Bạn gái rất là xúc động kìa. Tại vì đợt trước là ba em bệnh á, thì cũng có nói là lấy chồng. Nhưng mà bây giờ nhìn chú tự nhiên em lại nhớ đến ba của em. Ba em vừa mới nắm giỗ đầu cách đây mấy ngày. Thôi chia sẻ với em, hy vọng rằng em với Khoa sẽ thành đôi. Cha của Khoa cũng là người phúc hậu hiền lành, mẹ cũng vậy luôn. Thôi em đừng khóc nữa nha, mạnh mẽ. Không cái luôn, không cái luôn. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho hai em. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Dạ. Chăm sóc bạn gái nha. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Dạ, em. Như vậy cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc mừng họ. Bây giờ thì tới với cặp đôi thứ hai thôi nào. Ưu điểm là mạnh mẽ. Tự mạnh mẽ cho đúng bây giờ. Mạnh mẽ thoải mái. Nào, ngồi thẳng lên. Đó. Ủa, mạnh mẽ. Dạ, 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 đưa về cái táo vậy, anh vũ em vô cà phê sinh dường luôn. Thật không? Vô cà phê sinh dường, có nói đèn sáng hay là đèn mờ? Đèn mờ. Nói trước đám đông thì nó rụt chặt, chứ còn đâu ở nhà thì nó mắng em thì trên tạ. Trời đất ơi. Năm lúc khan tiếng, ở nhà kêu em đi kinh. Em thích không? Em lại không thích. Mời nhà trai. Đây, thôi đi, mời nhà trai ngồi. Xin mời nhà gái. Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ, em chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Anh tên là gì? Em tên Nguyễn Minh Hiếu. Nay em 46 tuổi. Em ở Cần Giuộc, Long An. Em làm bảo vệ. Bảo vệ nữa, mới bảo vệ nãy giờ gặp bảo vệ nữa, làm như bảo vệ ấy nên sao tới đây phải đi qua liền. Dạ em chào anh. Trời, bảo vệ đi khác bảo vệ nãy nha. Bẩm trơn. Hiếu làm bảo vệ rồi mình sống ở Cần Giuộc với ai? Ba mẹ mất ở đây, mở của mình à. Anh em đâu? Anh em ở Duyên hết nè. Ngồi ở mình sợ ma không? Không anh. Đây có ở mình nên vậy đó. Dạ, nhà gái giới thiệu cho mình đi chị. Đó, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào dạ. Vị khán giả. Em tên là Lê Thị Toán, năm nay 47 tuổi. Em sinh sống ở quận 12. Chị ở quận 12 là chị ở với ai? À, mấy chị gái. Dạ, mình làm công việc gì hả chị? Công việc của em là buôn bán tự do. Buôn bán tự do, còn đây làm bảo vệ. Mình làm về bảo vệ về, mình sống có mình nó buồn không Hiếu? Nó buồn anh. Nhà có nuôi thì mấy con dê cũng buồn, ra cho nó ăn là cũng thấy con dê là cũng vui. Mẹ mẹ nó kêu vậy đúng không? Mỗi lần cho nó ăn kêu sao? Ra mình cho nó ăn mình thấy nó kêu. Rồi bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Mạnh của em cũng bữa nào về dậy sáng sớm em cũng tập thể dục, chạy bộ, tập yoga một chút vậy. Vậy đó hả? Chị cũng thích
đá bóng, bóng đá rồi anh. Ừ, đá bóng nữa. À, chị cũng Hiếu biết làm việc nhà, nấu cơm rồi nha. Tụi Hiếu cũng hơi nóng tính rồi. Làm ai làm không vừa ý, mình cũng giận mình nóng. Ở nhà ai có ông, có ai đâu mà không vừa ý. Không lẽ mấy con dê làm không vừa ý hả? Thôi, xin chào. Mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm là mạnh mẽ, tự lập. Mạnh mẽ sao đúng quá vậy? Mạnh mẽ thoải mái. Nào, ngồi thẳng lên. Đó, mạnh mẽ. Rồi gì nữa? Rụt rè trước đám đông. Rụt rè, cái này được nè. Đang rụt rè được nè. Thoải mái lên nào. Có tật xấu gì không? Có, hay cãi lại. Hay cãi lại hả trời? Bên kia nóng tính lắm á. Ở nhà chị làm gì vậy? Nhà buôn bán tự do, bán trái cây. Thử giờ rau trái cây thử coi. Ai mua trái cây không? Trời, rau vậy tới sáng là chưa mua nữa. Rau thoải mái rồi lên chứ không? Rồi, bây giờ hỏi đường tình duyên đi. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình nhỏ thoáng qua không? Là chị thoáng bao nhiêu lần rồi? Có 2 lần. Mà sao mình không dừng lại luôn mà mình thoáng gì vậy? Có nghĩa là bố mẹ người con trai thích mà con trai họ không thích em. Thường phải chứ, không thích mà bố mẹ không thích nó cũng cố gắng. Vậy là chưa có nắm tay người đàn ông chưa chị? Chưa. Rồi có hẹn hò đi chơi với con trai chưa? Chưa. Đường tình duyên sao vậy anh trai? Dạ, em cũng có 2 mối tình. Mới đầu tiên cũng được 5 rồi. Cũng ở quê ngoài Bắc cũng vô đó, em lên Bà Con rồi ở Sài Gòn này chơi nè, khỏi vô bán nước phụ bà về vậy đó gì quen. Nắm tay chưa? Cũng cao á. Có hùng chưa? Là cũng cao á. Cũng cao á. Có luôn. Rồi cậu cũng có về quê, có Vũ. Em về quê luôn nè. Vũ về quê luôn. Ở quê mấy bữa? Không, em không có vợ. Trời ơi, sao vợ vậy? Không, vợ vậy mấy không có vợ đó. Rồi mối tình thứ hai? Tình thứ hai cũng bạn em của bạn em bạn giới thiệu. Lên lần đầu về lên Vũ xuống nhà em chơi. Lên lần hai Vũ cái về xuống nhà em chở xuống nhà em chơi thấy, xuống luôn cái chở về cái dạ, em đưa về cái tấu vậy, Vũ em vô cà phê sân vườn luôn. Thật không? Vô cà phê sân vườn có nói đèn sáng hay là đèn mờ? Đèn mờ. Vô cái, nhưng mình nắm tay rồi trao cái mình giờ mình động đâu cũng chơi á. Cái nó nằm em về luôn. Trong mình đưa về không chịu về nữa chứ. Tức là ở tới 11, 12 giờ là năn nỉ cho đưa về không chịu về rồi. Có tấn công không? Có tấn công không? Có mần ăn gì thành công không? Cũng có. Anh này thành thật. Rồi cuối cùng sao chia tay? Cái xuống nhà em lần nữa. Xuống em lần nữa cái trời mưa cái đồi. Giờ con gái trời mưa về không được ở ngủ với em luôn. Má em không cho. Tại mấy bà già xưa mà bả kỹ bả đâu có cho. Thấy vậy bả không cho ở. Ngủ chung. Không cho ở ngủ của bả nên lấy em người bả đưa cho về. Trời đất ơi, tiếc không? Vậy là tại má rồi. Tại má rồi. Bả nói nó gì cái tự ái cái nó không xuống nữa vậy em cũng không lên nữa. Sau về vài năm nữa em có lên mà anh em đến kiếm em la quen lại mà em hỏi mà em thấy có cha chồng có con thôi em về. Trời ơi, thôi. Đoạn trường. Thật thà dễ sợ luôn. Bây giờ mình nói người thân. Mình nói cho gái nghe. Dạ. Thật ra anh này dễ thương mà anh thật tình đến mức như vậy, hiền như vậy luôn á. Dạ. Mà hai bên người này hiền quá hả? Nhưng mà ông kia ông hiền mà cũng hên. Cũng tấn công được một lần. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như anh Quỳnh Linh ấy. Giống như anh Quỳnh Linh ấy. Mỗi người gia đình bữa cơm 5 giờ chiều. À, có coi chương trình của Linh nấu ăn đúng không? Nấu cơm đúng không? Dạ. Ngon không? Ngon. Rồi. Giờ anh có mong muốn lấy vợ như thế nào? Dễ nhìn thấy dễ thương nữa, biết nấu cơm nữa nha. Biết nấu cơm, ăn biết chứ. Nấu. Trời ơi, cơm giờ dễ nấu lắm. Nấu. Phải con gái thì phải không nha, biết nhậu, không biết hút thuốc được không? Bên đây hiền khô. Rồi, hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ, đi với chị gái. Dạ, xin chào chị ạ. À. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Đây này, em gái của em.
Em nghĩ anh này là cũng được. Nếu mà em cảm thấy thuyền vào bến thì em cho anh cơ hội vào. Nếu mà cảm thấy như thế nào em cả quyết. Anh hiền quá ha. Còn đâu cái này là duyên phận là, là do em quyết định. Mà giờ sao, thì sao em gái ở nhà không có cách nào làm mai cho ai hết trơn hay sao? Nói trước đám đông thì nó rụt chặt đấy, thế chứ còn đâu ở nhà thì nó mắng em từ trên tải. Trời đất là... Vậy đó. Nói hả? Có khi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Ở nhà cũng mắng chị quá hả? Mắng lắm, ghê lắm. Năm lúc khan tiếng ở nhà ghê lắm. Kinh. Nói thật chứ em vào đất Sài Gòn này là em gánh nặng vai, gánh nặng lắm. Năm nay là em vào đây là 22 năm rồi. Em gánh vác đủ mọi thứ. Nhà có mấy chị em? Nhà em có 5 anh em. Nhưng mà giờ ở chung mấy người? Giờ em này là ở chung. Này là em út quá hả? Em út. Em có nhà cửa đầy đủ rồi. Có phòng cho thuê. Có mấy đám đất nữa. Là em gánh vác hết. Em này chỉ dựa vào em sống. Nếu mà em có muốn cho anh vào bến thì cho anh, còn đâu chị không thể nào cả quyết được. Em thích thế nào thì quyền của em, không sao lại hận đời. Ôi rồi. Còn đâu giờ thì nói chung cho cùng thì giờ em nói là được. Được hay không là do em cả quyết cho anh. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Chị có vẻ mất lực quá. quên, anh trai đi với ai à? Em đi con Mạnh rồi. À rồi, có anh Quyền Linh đó. Bây giờ mở rào cho hai người nói chuyện nha. Đúng rồi, mở rào. Chú mình mạnh dạn nhẹ nhàng thôi nha. Bắt đầu đi. Đi anh. Thôi anh có món quà muốn tặng em. Tặng anh. Thì anh tặng sữa tắm cho em. Sữa tắm hả? Sữa tắm dê hả anh? Sữa tắm dê. Còn em gái tặng cái gì? Tặng cho anh đôi giày. Mình lấy ra mình mang. Giày mang đi chơi hay mang đi làm? Mang đi chơi. Đúng rồi, mở cho em gái mang thấy có vừa không? Rồi giờ có ai tặng giày chưa? Chưa mà em. Đây lần đầu tiên đúng không? Giày Nike á. Rồi mang đôi giày đó vô có vừa không? Xỏ vô thử coi. Dạ cho giống dạng gái mà. Dạng trai con gái đâu con gái. Dạ vậy được thôi khỏi màn đi. Không xỏ vô có vừa không? Trời vừa khích luôn mọi người ơi. Ngon ngon ngon. Thôi mang về mới luôn đi. Mang vừa là đúng là tấm cám luôn á nha. Đúng rồi đó, định mệnh luôn. Định mệnh luôn á. Hay quá. Vừa không anh? Thoải mái không? Vừa. Hỏi nhìn anh mang giày được không? Anh nói trước đi. Em thấy anh mang giày này đẹp không? Đẹp. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Nhìn cũng dễ thương chút, dễ nhìn. Cũng đẹp gái chút rồi. Cũng biết nhà, cũng biết nấu ăn, nấu cơm vậy. Anh thấy em có được với ai không? Được, từ từ. Anh với em còn tìm hiểu về tiến xa hơn. Anh có con cái gì chưa? Anh có con cái gì chưa? Chưa. Chưa có vợ luôn mà. Chưa có vợ. Anh em mình có vợ rảnh thì anh lên chỗ em chơi ha. Thằng chở đi chơi hay là giờ về em xuống anh chơi thằng tìm hiểu quen biết ha. Từ từ hợp về anh thấy ha. Anh ở thành phố Long An hay ở nhà quê? Ở nông thôn. Để Linh diễn tả cho. Cần Vuột sát qua đây nè, không phải là xa xôi đâu, mà nó là trung tâm. Nói vậy cho bên nhà gái biết, ha. Dạ. Rồi hỏi giờ. Anh với em lấy nhau cũng không thời gian mà có đẻ liền được không? Tiến tới nắm tay đàng hoàng. Đó. Nắm tay em nghe. Đứng lên, đứng lên. Nhìn anh muốn sinh con liền gì đó. Nói đi. Anh nói đi, sao không nói? Anh với em cũng không có xa mấy ha. Em cứ kéo, hãy hạp để em kéo cưới luôn. 2-3 tháng lấy luôn, anh muốn sinh con liền. 2-3 tháng lấy luôn vậy, anh muốn sinh con liền, em sinh được không? Hả? Đừng có buông tay ra. Hỏi lại nè, nói lớn lên. Anh muốn 2-3 tháng em sinh con liền, em sinh được không? 2-3 tháng sinh sao sinh được.
ít nhất phải 9 tháng 10 ngày. 2-3 tháng làm việc. Thì muốn sanh á thì sanh được thì tự phải. Được không nói? Lại được thì nói tiếng được vậy đó. Đúng vậy rồi, toán nói tiếng toán. Được. Dạ, dạ, có nắm tay ai chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Dạ, nắm tay anh em thấy sao? Lạnh. Lạnh. Cho ấm hả? Anh thấy ấm nè. Hỏi coi thấy nắm tay anh thấy thích không? Em thích không? Em lạnh không thích. Lạnh không thích ha? Dạ. Em xuống nhà anh chơi nha. Anh đang giúp em được không? Về nhà anh chơi mấy bữa. Em thấy đi về nhà anh chơi mấy bữa. Bây giờ cưới thì xuống ở luôn. Vậy mà chở về chơi á? Dạ. Đi mấy bữa? Đi lúc thôi. Lúc? Vậy chừng nào đi được anh dước? Lúc nào cũng đi được. Vậy mai được không? Được. Anh dạ em thích anh, có thích anh không? Thích thì từ từ giờ biết ra sao. Mà mình thấy giờ thấy có nãy giờ có cảm tình hay có gì không? Gì chút chút không? Có mến hay có gì gì không? Không mến hay buông tay ra. Không mến hay buông tay ra. Cái gì kỳ vậy? Bẫy giặc Lucina điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Thật ra rất là khó cho chị gái bởi chị quá hiền nhút nhát. Ở nhà thì có thể hoạt bát nhưng mà ra đường quá nhút nhát. Để tìm cho mình một người khó lắm đó. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Trời ơi. Chị không có bấm hả? Dạ, chị không bấm hả? Dạ không. Bây giờ mình còn băn khoăn cái gì vậy? Muốn anh ở trên thành phố này làm ăn cùng em. Nói. Nói đi. Rồi bây giờ là anh có chịu về thành phố không? Về thành phố phụ bán trái cây không? Mình nói thì tính sao? Nếu anh thương người nào của anh đi theo, anh bỏ tất cả anh đi theo luôn được. Đó. Có thay đổi không chị? À, em có gì thì nói phải không? Còn không bấm là giờ em không chọn giờ đường ai nó đi phải không? Chứ sao vậy? Anh lên quận 12 anh đón. Còn gì nữa lựa chọn nữa? Được không? Anh có chạy xe được không? Được. Chạy từ Long An lên thành phố được không? Được, rồi giờ bạn anh ở quận 12, anh lên quận 12 anh đi mấy chục lần á. Đó. Được, rồi sao? Anh đi quận 12 anh lên mòn đường á. Sao? Hay còn gì nữa? Thấy anh chưa được đẹp trai. Giờ không đẹp thôi vậy. Không đẹp gì không bấm không? Trời, trời chúc em tìm người được giỏi. Vậy đường ai đó đi. Thật ra kiếm người đẹp trai khó lắm á. Chị gái không chọn thôi. Thì anh cũng chúc em tìm được người khác vậy thôi. Đẹp trai vậy đó như em. Xin như địa em chỉ mai mốt lên mua trái cây cụ tiếp. Thôi không xin. Giận hả? Giận. Trời ơi tội nghiệp không. Thôi giờ nhận quà đi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z. Nướng tự động công suất 1500W. Xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập. Kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, rồi cảm ơn hai anh chị. Chúc hai người sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chào chị. Anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần. Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu, cái nhớ nhung nhiều thật là đi đến nhiều. Và ngày hôm nay thì Tường cũng sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mai mối của mình nhé. Anh trai đã ngồi đây rồi, chị gái đang ngồi ngoài kia, Tường sẽ ra mời chị ấy vào đây ngay lập tức.
Rồi, ngồi vào ghế thôi. Rồi, ổn định chỗ ngồi ha. Mời anh chị có thể mở mặt nạ của mình ra. Dạ, chào anh. Dạ, anh chào. Wow. Thế bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình trước ha. Rồi, mời anh giới thiệu trước nè. Chào bạn Cát Từ. Dạ. Mình chào bạn gái kế bên. Mình chào toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Lê Minh Hương, quê ở Đồng Tháp. Mình hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang là nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Công việc chính là quản lý kho. Mình năm nay 46 tuổi. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi. Anh đang sống với ai trên này? Trên này thì cũng gia đình lên trên này phân nửa rồi. Mình sống là sống riêng một mình. Là anh làm giờ hành chánh hay sao anh? Cũng một tuần thì làm giờ hành chánh, một tuần thì mình phải trực ca đêm. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi chị. Em chào chị Tường, em chào anh bên kia, em chào khán giả. Trời. Tên là Hồng Loan, hôm nay 39 tuổi, làm kế toán ở Cần Thơ. Quê thì ở Tiền Giang. Sao đi làm chi xa vậy? Tiền Giang sao mà đi làm qua túc bên Cần Thơ vậy? Còn hồi trước thì em cũng làm ở Sài Gòn cũng mười mấy năm rồi, em mới về dưới được 3 năm. Dạ tỷ như bây giờ xin lên Sài Gòn làm lại được không? Dạ chắc được. Ủa mà lý do sao đang làm ở Sài Gòn mà lại đi về Cần Thơ? Dạ hồi trước em đổi hướng cho nó khác nhiều. Đổi phong thủy ha. Anh giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của anh. Điểm mạnh của mình thì mình nấu ăn bạn bè cũng khen ngon. Nhưng mình thì thật thà, chút thật. Yeah. Hiền, không tánh không có nóng. Điểm yếu thì cũng mình hơi bảo thủ tí. Những cái ý kiến của mình rồi đó. Hơi có một cái giữ những cái ý kiến của mình. Hơi gục gà rồi trước trong đông tí. Thế còn mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chăm chỉ. Điểm yếu là gì? Cũng hay rụt rè, nhiều khi cũng hơi trầm tính. Hai bên nào cũng rụt rè hết trơn, rồi tìm hiểu nhau, bên nào tấn công và bên nào phòng thủ. Ảnh là người hơi bảo thủ thì mình thấy sao? Em nghĩ là ai cũng có cái suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà mình cũng chịu lắng nghe, tiếp thu cái ý kiến của người khác. Thì mình cũng nghe rồi mình trao đổi, thì cuối cùng mình lựa chọn quyết định thôi. Cảm định hướng cũng vậy, mình nên bàn với nhau, rồi mình mới rút kết ra được. Mình cũng rất là lắng nghe bạn đời của mình ý kiến. Dạ, đó. Nếu mà bạn đời của mình ý kiến mà hay hơn mình rất là tôn trọng. Đó, chứ mình khư khư mình nói mình đúng không, dạ, là đôi lúc, dạ, cũng không được. Mình đúng với cái tư duy của mình là hồi xưa giờ mình ở một mình. Dạ. Nhưng bây giờ hai người đôi lúc cái đúng của mình nó lại không phù hợp, là mình phải lắng nghe để mà mình đưa ra một cái nào nó đúng nhất. Hồi trẻ thì cái tôi hơi cao, nhưng mà càng lớn tuổi mình lại càng dễ. Đó. Thế nguyên nhân tại sao ế nè? Tình trường cũng trải qua hai mối tình rồi. Rồi. Cách đây bao năm rồi? Cũng lâu rồi, 10 năm rồi. Đó là cái đoạn mà mới có là còn ba mấy đó. Trời ơi, đoạn đó lấy là đẹp rồi mà để chi tới bây giờ. Mà cái cụ thể đỉnh điểm là cái gì mà để dứt luôn? Bạn gái của mình còn ham vui, ham chơi, đua đòi. Cổ nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn cũng 8 tuổi. 8 tuổi. Thế còn mình sao, tình trường mình như thế nào chị? Trước giờ cũng quen tìm hiểu sơ sơ thôi, chứ không có một mối tình nào mà nó cũng sâu sắc lắm. Cách nay 2 năm rồi chị. Cách đây 2 năm rồi. Từ đó nay lại vẫn ở không? Dạ. Nhưng mà bây giờ là vấn đề giữa anh chị là một người thì đang ở dưới ở thành phố, một người đang ở túc với Cần Thơ làm việc. Thì bây giờ theo anh thấy mình có khó khăn gì trong cái vấn đề yêu nhau không? Dạ không sao hết rồi bạn. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Trèo rồi, bây giờ bao lâu anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần? Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu. Cái nhớ nhung nhiều thật là đi đến nhiều. Thôi bây giờ mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Ước muốn được một người bạn gái ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có chiều cao từ 1m58 trở lên, hiền phúc hậu. Thế còn chị muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Tình cảm, sống tình cảm, biết quan tâm tới bạn gái, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nói chung tiêu chí của hai anh chị thì cũng đơn giản, không có gì khó. Nè, cho em một tấm hình, mình coi thử coi nha. Hình chắc hơi lâu rồi bạn. Hình này mấy năm rồi? Hình này chụp rồi đi học. Trời ơi, bây giờ đi kiếm chồng ba mấy tuổi mà đưa hình thôi đi học. Rồi kiếm đi, tôi thua rồi đó. Em làm ơn giúp anh gợi ý giùm anh đó em. Mặt tròn. Mặt tròn. Lúc đó tròn trịa hơn giờ, để tóc mái. Thôi gán kiếm đi, coi như mình linh cảm đi. Mình kiếm cô em đi. Hên xui vậy. Hên xui đi. Được chưa? Ai? Ủa sao đoán anh đó? Thích cao hả? Dạ. Thích cao, có cao luôn.
Rồi xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về cửa trái tim của bạn muốn hẹn hò. Hẹn ăn trưa sẽ mở cửa ra. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi xin mời hai anh chị so sánh hình ảnh. Anh rất hân hạnh nay mới được gặp em. Dạ, muốn hân hạnh được biết anh. Đây cái trái tim là cái cửa người ta nè. Đây nè. Bìa này hả? Chọc hả? Chọc rồi chứ. Chứ ai mới đúng. Ở giữa rồi à. Giữa. Rồi đó coi. Đúng rồi, xưa mặt tròn hơn giờ ha. Anh có bó hoa tặng cho em. Dạ, em có chúc em xinh đẹp như hoa. Dạ, dạ. Anh cũng có chúc hộp quà tặng cho em. Trời ơi, chu đáo quá. Mở ra coi cái gì mà gói kỹ dữ vậy. Thôi mình ngồi xuống đi chứ mình cao quá. Wow. Thích cái vỏ thôi. À, trời ơi. Anh chúc em làm cái toán lúc nào đếm tiền và có tiền riêng cho mình bỏ vô bóp đều đều. Wow. Dạ, dễ thương, hay quá. Cũng dẻo miệng lắm chứ bộ, gặp ta kế toán cái nói tặng cái bóp, đâu có biết trước, chưa gặp đâu biết kế toán đâu, mà mua cái bóp xong bây giờ thấy ta kế toán nó có tiền bỏ vô đều đều. Thôi được ha. Bây giờ cũng hai có bạn sẽ quà nhỏ tặng cho anh. Anh đoán không sai, sai mà cũng có quà nữa hả? Dạ. Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. Là sao, ý nghĩa cuốn sách này nói gì chồng? Cuốn sách này là một quyển sách tâm lý để mình hiểu đối phương đang mong gì và nghĩ gì để mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Sao tự nhiên gì có cái vụ mà để không bị lừa dối ở trong nữa, bộ hay bị lừa dối. Tại vì tựa nó vậy thôi chị. Rồi bây giờ tôi sẽ mời hai anh chị ha, chúng ta sẽ cùng vừa thưởng thức một món ăn trưa tại nhà hàng và mình vừa tâm sự với nhau. Bây giờ thì các tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món cà ri Việt Nam chế biến sốt theo kiểu Âu kết hợp với cơm, phong cách trình bày và trang trí món theo âm hưởng Việt Pháp cổ truyền. Mời hai anh chị, ngon miệng. Cảm ơn bà Tường. Dạ, anh mời em mời ăn. Anh cho em hỏi hồi nãy anh nói anh tên gì, em nghe chưa rõ. Anh tên Hương em. Em cũng lộn quên giới thiệu tên là gì mà anh nãy cũng... Dạ, tên Hồng Loan. Rồi anh mời em. Dạ, anh mời em một bữa thôi. Anh Phương đi làm là giờ nghỉ của anh là nó xoay vòng hay là... Anh làm thật ra từng cái ngày, từng cái đêm. Em quan niệm như thế nào về tình yêu với về hôn nhân gia đình em? Mình cảm thấy một đối tượng nào đó mà mình... nó phù hợp với cái tính cách và cái quan điểm của mình thì mình nên đặt cái thời gian và cái sự quan tâm vô người đó. Lập trình sau này em thích ở quê hơn hay là ở thành thị hơn? Cũng thích hướng về cái không gian nó trong lành, nó không quá bon chen, cũng dễ thích nghi lắm. Ở đâu thì em sống cũng được. Anh cũng vậy, anh cũng dễ sống, môi trường nào cũng sống được. Mà tại anh có cái sở thích của anh là anh thích ở cái môi trường trong lành, không khí trong lành với môi trường xanh. Giờ nếu mà tìm hiểu rút ngắn thời gian nhưng mà mình không có đưa đẩy nữa. Đúng rồi. Dạ thì tuổi lớn rồi phải tranh thủ chạy nước rút. Cũng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì đủ hiểu rồi. Nếu mà mình thật tâm mình muốn tìm hiểu. Anh cũng vậy. Anh cũng từ 6 tháng 1 năm thôi chứ tìm hiểu lâu quá nhiều khi cũng thành cũng vậy. Nói chung là mình tìm mẫu người hoàn hảo thì không có người nào hoàn hảo đâu. Dạ, đúng đúng rồi em. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng quan tâm cái cảm nhận của đối phương mong muốn gì để mình thích hợp, cả hai cùng sửa đổi á. Thì mình quan tâm nhau, mình cũng thông cảm không những quá, cái khuyết nhỏ nhặt đó thì mình sẽ sướng quá. Đói bụng quá, hai người được ăn. Tường đi ra ngoài, Tường nghiên cứu hồ sơ của hai người. Đây là cái hồ sơ mai mối, tới bữa nay Tường mới được nhận
Đó, chương trình đã ghép đôi của hai bạn. Một người đăng ký chương trình là sẽ có một cái hồ sơ như thế này nè quý vị à, và cả ngàn, cả triệu hồ sơ mới ghép lại được hai cái hồ sơ này. Bây giờ á, có một cái vấn đề này Tường muốn chia sẻ. Mà Tường đọc cái hồ sơ của em á, thì có một cái sự đồng cảm. Đàn ông bây giờ họ cũng thực tế, thực dụng lắm. Thì trong này em ghi là có những cái là giống như mình quen với ai, quen những người bạn trai á, yeah. Thì người ta cứ hay là đòi hỏi cái chuyện quan hệ trước hôn nhân, yeah. Nhưng mà mình thì mình lại không thích cái chuyện như vậy, yeah. Mà đàn ông mà nhiều khi mà không được như vậy á, là người ta cũng sẽ không muốn, không thích, yeah. Và hình như phụ nữ nào cũng bị, Tường cũng vậy á. Tại vì á, người ta cứ nghĩ rằng mình là có chồng có con rồi, em là còn chưa chồng là còn đỡ, chị có chồng có con rồi, cho nên là khi đàn ông ta tiếp cận mình là ta chỉ nghĩ chuyện đó trước tiên à. Đâm ra vậy, ai cũng vậy thì làm cho mình cảm thấy e ngại, cho nên mình cứ ở một mình hoài, đúng không? Thí dụ như em đang cũng thích người đó, em yêu người đó, nhưng mà người ta đề cập như vậy thì em cũng không sẵn sàng hay sao để chị biết được cái nguyện vọng của em? Về phía họ thì họ phải để cho mình cảm nhận được là họ có đặt cái tâm vào họ và mình hay không. Em cảm nhận là người ta chưa có đặt cái tâm vào mình, người ta chỉ nói ở bên ngoài thôi. Chứ về cái hành động và cái cử chỉ hay là bất kỳ sự quan tâm nào khác thì mình chưa có chạm đến mình. Mà người ta lại muốn quan hệ, đòi hỏi cái chuyện quan hệ nam nữ. Đòi hỏi cái chuyện quan tâm thương thì không thấy, mà cứ thích cái chuyện kia không à. Đó, anh thấy sao? Hai người phụ nữ tố đàn ông đó thì anh suy nghĩ sao về vấn đề đó? Có khi cái kia nó cuốn hút cái tình yêu, làm cho người đàn ông nhớ nhung nhiều hơn. Cũng cái này là mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Quan điểm của anh là như thế nào? Quan điểm của mình đó thì về vấn đề mà sâu xa trong tình yêu đó, thân mật á, thì cái đó cũng là tình yêu coi như là sâu đậm, thời buổi cũng hiện đại rồi. Nhưng mà ở đây người phụ nữ người ta nói với điều kiện người ta phải cảm nhận được là anh thật sự quan tâm đến người ta. Chứ đàn ông thì cứ ham muốn, nhưng mà cái chuyện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta thì không thể hiện. Anh có thấy vậy không? Gần đúng là như vậy. Gần đúng là như vậy, đúng quá chứ. Gần đúng gì, đúng 100% chứ gần gì. Thì cái chuyện tình yêu và tình dục mà đi đôi song song với nhau là cái chuyện cũng bình thường. Ảnh nói cũng có cái lý đúng của ảnh. Nhưng á, đàn ông á, có thể có tình dục mà không cần tình yêu, yeah. Nhưng á, phụ nữ á, là phải có tình yêu cái đã rồi nó mới sinh ra tình dục. Anh có đồng ý cái ý đó không? Phải có tình yêu cái đã thì nó mới có tình dục. Bây giờ cơ bản chưa có tình yêu, mới biết nhau, mới gặp nhau, nói ví dụ nè, giờ mới gặp nhau có một lần ăn uống chưa hiểu gì nhiều. Rồi mai mốt anh đi xuống với Cần Thơ thăm chị nè, mới gặp có một lần chưa biết gì nhiều, anh rủ chị đi khách sạn, chị quýnh anh chết à. Không, bản thân riêng của mình á, thì mình, cái vấn đề đó mình thông cảm cho bạn nữ mình được. Mình về cái tình cảm, về cái tình thương mến thương, mình vẫn thông cảm về vấn đề đó được. Hoặc là về cái vấn đề mình nghĩ về cái chuyện trăm năm hoặc chuyện lâu dài, chứ không phải ngày bữa. Thì mình từ chờ đợi, mình dung đắp cái tình cảm đúng của rồi. Mình chứ không có cái gì đúng. Mà mình phải gấp gáp hay mình đúng. Anh làm sao mà để một, quá. Đúng rồi, đến một lúc nào đó anh xuống anh thăm chị rồi yêu qua chăm sóc qua lại. Cho đến một lúc nào đó mà anh đi về anh thăm chị đó, mà anh đi lên á mà chị nói thôi anh ở lại đi, mà anh đi về nó cực nó mệt. Đó, thì cái đó anh mới là thành công. Không, em không dám chị. Sao không dám? Không dám từ chối đâu chị. Không dám từ chối đúng không? Chị giúp em đó, chị nói trước luôn. Chặn đứng những ý định, những cái gì xấu xa, những ý định mà những dục vọng thấp hèn mà hãy chặn ngay từ đầu. Rồi, bây giờ tôi mời hai anh chị ha, mỗi người sẽ rút là một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu chương trình đưa ra ha, cho vui. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Dễ quá chị. Dễ quá hả? Xấu thì xấu rồi đó, mà không biết có đáng yêu không nữa. Có đáng yêu không vậy? Cái này mặt ngầu đó. Cũng ngầu dữ ha. Trời, anh này như có khiếu gì vậy? Có năng khiếu diễn xuất hay gì á. Rồi, tới phiên anh nè. Điều gì bạn cảm thấy thu hút nhất ở một người phụ nữ? Tính tình duyên dáng. Nhìn vô thấy sao duyên dáng, dễ thương quá. Cái từ duyên dáng này nó rộng lắm vậy. Sao gọi là duyên dáng nè? Về ngoại hình với vui vẻ tính cách. Với anh á, so với anh là người như thế nào, là anh nhìn cái là anh thấy là duyên dáng. Theo như mình nghĩ người phụ nữ duyên dáng. Anh dòm em, anh dòm các tường nè, đó anh dòm cái thấy duyên dáng không? Dạ. Trời, hơi cưỡng cầu quá. Đó, thì theo anh như thế nào gọi là duyên dáng? Gọn gàng,
hở hang gì quá, không có kín đáo gì quá, nó trung bình để trộn pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Đó, lần đầu tiên gặp mặt khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào khi mà nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh? Bạn gái rất là hiền, trung thực, truyền thống, thân thiện. Cảm xúc trong người anh như thế nào? Thân thiện. Thế còn em, khi mà mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh thì vui vẻ, khuôn mặt là sao chị thiện sáng sủa. Sáng sủa, đúng rồi. Bây giờ nè, một cái test cuối cùng để hai anh chị quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Bây giờ anh bốn mấy tuổi, 46 phải không? Dạ. Yeah. Tuổi khá lớn rồi nha. Dạ. Yeah. Giờ cưới nhau một cái là phải đẻ con liền phải không? Dạ, yeah, chạy nước rút. Chạy nước rút không? Yeah, yeah, còn sức chạy nước rút không? Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu, bây giờ thử sức được không? Anh có thể hít đất với em 5 cái được không? Để em coi em còn sức khỏe yeah, không? Yeah. Trẻ trẻ lên đây là 20 cái không yeah, đó? Yeah. Được. Rồi, mời anh. Ok anh. Một, trời sát dữ vậy. Hai, trời cái gì nằm xuống luôn vậy. Ba. Bốn, cái gì sát dữ vậy. Năm, sáu. Trời ơi, lũng tường, lũng tường. Được không em, sức khỏe vậy có chạy biết rút nổi không em? Được, cũng được. Được. Bài test tuy rằng nó hơi kỳ kỳ, nó hơi vô duyên nhưng mà thực tế nó rất là phù hợp với cuộc sống đó quý vị ạ. À, nhấn mạnh một lần nữa, nếu như tiến tới được thì tiến tới hôn nhân em vẫn không ngại đi xa đúng không? Rồi, thế bây giờ là mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Nếu mình bấm nút là mình quyết định trở thành một cặp đôi để mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Nếu mình không có rung động, không có cảm xúc gì hết, mình không cần bấm. Ha, hiểu ha? Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Sau 3 tiếng đếm rất là lâu, chỉ có một mình chị bấm thôi. Lý do tại sao anh không bấm? Trái tim chưa rung động các bạn. Trái tim chưa rung động. Mình bấm nhưng mình cũng bấm rất chậm. Mình phân vân cái điều gì trước khi mình đưa ra quyết định bấm nút? Em cũng muốn đợi anh bấm trước. Nhưng mà thôi em cứ đúng em, quyết định của mình. Theo cái quyết định của đúng mình. Rồi. Nhưng mà khi anh không bấm thì cảm xúc của mình như thế nào? Cũng hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng chút. Cũng hơi buồn ha. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói mà, đây là một cái chương trình thực tế và mình đến đây là cảm xúc thật. Tường rất là ngưỡng mộ bạn, là mình đã dám, mình là phụ nữ thời buổi bây giờ, mình có thể thể hiện. Giống như Tường thích ai, Tường cũng có quyền cũng lên tiếng trước, còn cái chuyện người ta thích mình hay không là quyền của người ta. Cũng cố gắng hết sức rồi quý vị ơi, nhưng mà cũng không hoàn thành cái trách nhiệm mai mối của mình. Bởi vì thật sự để mà tìm một cái con người mà hợp với một con người khác khi mấy mươi năm chúng ta chưa gặp nhau thật sự rất là khó. Và những ít phút ngắn ngủi trên chương trình thì cũng không thể để cho các bạn ấy hiểu hết được nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị đừng quên nhấn subscribe khi xem chương trình nhé. Bây giờ các đường xin chào và hẹn gặp lại. Các Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được sự tài trợ chính của nhãn hàng bột giặt Troy, 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã luôn luôn tài trợ chính cho chương trình. Và kính thưa quý vị,
chúng ta là đang ghi hình online, cho nên là dịch bệnh đang rất là căng thẳng, cũng đang rất là khó khăn, và tất cả chúng ta người dân cũng tuân thủ đầy đủ những cái quy định của nhà nước để giúp cho nhà nước chống dịch, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ khống chế được dịch Covid này và mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường. Và như thường lệ thì trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc ngày hôm nay cũng sẽ có bốn nhân vật tham gia cùng với chương trình, đó là hai bạn nam và hai bạn nữ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ lần lượt đến với tất cả những người tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Xin cho Tường kết nối bạn nam, vị trí ô cửa màu xanh ạ. Dạ em nghe nha chị ơi. Ok. Chào chị Cát Tường nha. Rồi đợi chị nha, mình sẽ kết nối bốn bạn luôn rồi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau nha. Rồi cô gái ở ô cửa màu xanh. Dạ em chào chị ạ. Rồi ok, ổn định rồi ha. Trước khi trò chuyện khó lắm, quay hình online khó lắm quý vị khán giả, không có đơn giản như ở sân khấu đâu, mà chúng ta phải kết nối những cái đường truyền, phải là ổn định với nhau thì mới trò chuyện với nhau được. Chào cô gái ở cửa sổ màu đỏ nè. Em chào chị ạ. Wow, trời ơi, tôi thấy rồi. À, chào chàng trai ở ô cửa màu đỏ luôn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Thật sự, avatar của bốn bạn này, bốn cá tính khác nhau, rất đặc sắc, rất hấp dẫn. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ có những cái cuộc trò chuyện, những cái cuộc gọi là tranh luận chắc có thể là hấp dẫn lắm đây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cùng thấy, Cát Tường thấy, quý vị thấy thôi. Chứ còn bốn nhân vật chính này họ chưa có thấy gì nhau hết, họ chỉ mới nghe tiếng của nhau thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ấy đoán về nhau nữa nha quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đến với những cái video clip giới thiệu sơ lược về bốn nhân vật ngày hôm nay. Thì em chưa yêu ai, ít tuổi hơn mình nữa. Toàn 90 với cả 89 thôi. Ngày xưa kiểu trái tơ ấy, mình làm đồ bếp đấy nhá. Nó chưa kiểu buổi trưa về, nó bắt đầu mình đi làm, buổi trưa về nó cơm với vợ ăn. Sao? Wow, tiếp tục. Màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của tuổi đôi mươi, giữa muôn trùng cờ sao phấp phới, trong tiếng hét vang oai hùng, chân đều chân vai vác súng, vẫn còn cháy trong tim tôi sau vài năm xuất ngũ. Ký ức môi trường quân đội mà tôi nhớ nhất là bạn gái đã nói lời chia tay. Nhưng làm sao để vượt qua được cảm giác đau thương này? Nếu bạn thích tôi, hãy nghe tôi kể ở phía sau nhé. Tôi là con một trong gia đình nên chữ hiếu luôn luôn đi đầu. Tôi có thể làm mọi bất cứ một công việc nào để chăm sóc bố mẹ. Tôi có rất nhiều đam mê và sở thích như đá banh, chơi bida, bóng rổ, đặc biệt rất giỏi về giày thể thao nữa nhé. Wow. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, hết trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Đàn ông là giữa trong cuộc sống và trong tình yêu thì em ghét nhất là người đàn ông lừa dối, phản bội mình. Em muốn cuộc sống của mình và tình cảm của mình nó có một gì đó thoải mái. Em không muốn có sự ràng buộc ở đây. Bạn có ràng buộc với em khá nhiều nhưng mà em không ràng buộc đó. Em cho bạn đó thoải mái giữa thời gian. Nhưng mà do cái tính thoải mái quá nên bạn thấy lừa dối em có một mối tình ngoài. Em không hề biết. Ra là do tính chất công việc của em quá dày đặc, cho nên là em ít khi gọi về gia đình. Em đi trực, đi làm và đi học và em ở trọ ở ngoài, em ít về với gia đình. Những người bạn cùng đồng trang lứa với em trong thời gian học, các bạn đã kinh doanh thêm rồi, lo cho bản thân và lo cho gia đình. Còn riêng về ngành của em thì phải học tận 6 năm và bọn em suốt ngày chỉ biết ăn và học thôi, chứ không có thể đi làm thêm được. Và bọn em sống trên cái đồng lương ít ỏi của ba mẹ á. Em rất là thương ba mẹ mình đó, chưa lo được cho gia đình nên cũng hơi có lỗi chứ. Wow, rất là ấn tượng. Cây thì có ông nội, ông cố, ông nội bà nội chồng, ba mẹ với anh ba cũng hay trồng cây. Cây chôm chôm nè, có chôm chôm thuộc, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái nữa. Ngoài kia có cây sơ ri nữa. Gà này là gà của anh ba, gà đá. Trồng bao nhiêu cũng biết nữa, tại em cũng ít về nhà. Tại nay dịch thì em về. Thú tiêu khiển của bạn là gì? À, em thì lâu lâu em cũng có hay coi đá banh, nhưng mà em coi những đội bóng em thích thôi ạ. Không biết sao nhưng mà xem hình á thì em thích xem sáu múi, nhưng mà về thể thao em thích coi đá banh hơn.
Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với từng bạn một. Bạn trai ở ô cửa màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Chào chị, em tên là Nguyễn Bá Chiến, quê gốc ở Hải Phòng. Làm việc thì và sinh sống ở trong Bình Dương. Công việc chính của em thì là quản lý nhà hàng, quản lý karaoke và một số công việc ngoài lề nữa. Mấy tháng này đâu có làm được phải không, cái nghề của mình? Em cũng nghề nhiều nghề tay trái đó mà. Đâu, kể chị Tường nghe vài nghề coi. Thì em còn làm cái thiết kế nữa. Thiết kế bên phòng cháy chữa cháy hoặc thiết kế bên sắt đó, làm sắt đó. Vì gia đình em mở công ty sắt nữa, nên là em về công ty nhà làm. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì Chiến? Đồ ăn nè, thể thao, quan tâm mình gái hơn nhiều hơn. Cứ đêm là đầu bếp, xong mới chuyển qua quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Về khuyết điểm? Là khuyết điểm ít, nhập hay, thức khuya thì về chất công việc thôi. Công việc em tiếp xúc khách hàng nhiều á, ra là nhiều khi sợ người khác sẽ nghĩ là mình chơi bữa ăn chơi đi tinh á. Tiếp khách vậy có nhậu nhẹt gì nhiều không? Tính chất của em là nhậu là phải để tiếp khách ấy, nên là em biết kiềm chế bản thân mình. Những lúc mà công việc em nó bận rộn như vậy thì mình có thời gian rảnh rỗi không? Rồi nếu rảnh rỗi thì cái sở thích của em là em sẽ làm gì? Ngoài công việc ra thì em dành nhiều thời gian cho bạn gái đi du lịch hoặc là đi xem phim, một số thời gian dành cho thể thao, đá banh. Vì em có một đội bóng riêng mà. Ồ, vậy hả? Bóng cho người anh em trong quán, trong nhà. Quá dữ, chàng trai trẻ nè, đẹp trai nè, năng động nè, không biết kinh doanh nè, có tinh thần thể thao nè. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn rồi. Nãy giờ tôi chưa tìm thấy cái khuyết điểm nào mà ghê gớm hết nha. Gái ở ô cửa màu xanh, nghe phần giới thiệu của bạn trai em cảm thấy như thế nào, có ấn tượng gì không? Tôi thấy giọng bạn thì cũng dễ thương, lại là có lẽ là bạn giữ hành, có công việc ổn định. Rồi bây giờ em giới thiệu về mình đi em tên là gì nè? Em tên là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em là cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức. Em có gì em gây mê giùm chị bạn này luôn, và em đừng có hồi sức nha. Gây mê và cho mê luôn giùm chị, không có cần hồi sức nha. Quái, cười rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Mà đầu dễ nói chuyện, trong công việc thì em lại thích học hỏi. Vậy còn những khuyết điểm của mình, em thấy là mình còn những cái điều gì mình chưa hài lòng về bản thân nè? Hơi ít nói, nhiều lúc em cũng hơi nhút nhát luôn. Rồi mình có cái đam mê gì không? Mình có cái tài lẻ gì không? Em thì em thích ca hát, để cover mấy clip nhảy trên TikTok đó chị. Nhảy ha. Em thích ở ngoài em coi thôi chứ không. Rồi, rất là dễ thương. Đó là sơ bộ của cặp đôi ở ghế màu xanh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi ở ghế màu đỏ nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Trúc, năm nay em 21 tuổi rồi. Hiện tại là em đang học ngành y khoa. Trời, hôm nay hai cô gái của tôi, cô gái nào cũng ngành y hết trơn. Mình kể chút xíu rõ về công việc của mình, cụ thể là mình làm gì đi Trúc ơi. Dạ, hiện giờ em còn học chị, tại vì ngành y khoa là học 6 năm lận chị. Em mới học tới năm 3 mình mới học năm 3 thôi, học 6 năm là còn học 3 năm nữa. Thế trong mùa dịch này thì sao em, công việc của mình như thế nào? Dạ, hiện tại là em đang đi chống dịch ở bệnh viện dã chiến số 4. Em đi được 1 tháng. Công việc có vất vả lắm không Gương? Một ngày mình làm việc mấy tiếng? Dạ, công việc khá là vất vả. Một ngày thì làm từ 8 tiếng và 2 ca. Có khi làm buổi sáng, có khi làm buổi tối. Tại vì nó khá là xa nhà. Như vậy thì trong cái đợt dịch này 1 tháng rồi không về nhà, mình tham gia ở tuyến đầu chống dịch như vậy, thì gia đình ba mẹ em có lo lắng lắm không? Rồi có dặn dò gì không? Ban đầu thì ba mẹ mới vô thì ba mẹ cũng lo sợ mình dính dịch, tại vì em cũng là con gái của gia đình. Cản cũng mày kia, nhưng mà em cũng nói là mình con học ngành này thì con phải đi chống dịch. Giờ mình sợ thì ai là người đứng ra chống dịch bây giờ. Cho nên là em xin đi, và ngày nào ba mẹ cũng gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tại vì hiện giờ báo chí trên đài truyền thông á, là các đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng là bị dính dịch á, hơi bị nhiễm á, hơi nhiều. Cho nên ba mẹ cũng lo. Đúng rồi. Dạ. Người dân bà con rất là cảm ơn những bác sĩ ở tuyến đầu giống như là tụi em vậy đó. Nhưng mà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Mình phải khỏe thì mình mới giúp đỡ được mọi người nha. Cố lên Thanh Trúc ơi. Nhưng mà chị nghĩ sẽ nhanh thôi. Rồi mình Việt Nam mình sẽ là khống chế được dịch bệnh ha. Rồi. Ê, nhưng mà hồi nãy như chị coi clip của em, chị thấy có khỉ ở trỏng phải không? Dạ đúng rồi, em mê nuôi nó. Nuôi mấy con? Dạ có 1 con thôi chị. Dễ thương quá ha, trời, cô gái năng động ghê mà còn thích chơi với khỉ nữa. Dễ thương quá. Rồi, một tràng pháo tay cho cô bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch của chúng ta nha. Trời ơi, cười quá trời tươi luôn kìa, bạn trai ở đỏ vỗ tay cười tươi quá luôn nè. Em là người cuối cùng đó, em giới thiệu đi em trai. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Lâm Tấn Hải, năm nay em sinh năm 96 và em tầm 25 tuổi. Em ở quận 12.
Hiện tại công việc của em là làm công việc là giao nhận cho một cái shop mỹ phẩm ở quận Tân Phú. Như rồi dịch này đâu có làm việc được phải không? Đâu có giao nhận, đâu có ship hàng được đâu đúng không? Dạ đúng rồi, dịch này không có làm được. Rồi hiện tại thì em sinh hoạt của em hàng ngày như thế nào? Dạ hiện tại là em ở nhà với ba mẹ. Với đôi khi trong mùa dịch này em còn có thể bán được những cái đôi giày của em sang sale với chị để kiếm thêm có chút ra chút vô. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng, em biết chơi thể thao. Còn điểm yếu của em là em còn hút thuốc nhiều với nhậu hơi nhiều. Hồi xưa là như cái clip của em hồi xưa là em có đi bộ đội phải không? Em đi năm 2017 và em về 2019 à. Rồi bây giờ tìm hiểu một chút xíu về đời tư của mình nha. Mời cặp Tú giới thiệu nè. Tú trải qua mấy mối tình rồi Tú? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì kéo dài 7 năm, thứ hai 3 năm. Mối tình đầu tiên như thế nào? Mối tình đầu tiên thì tụi em quen nhau là năm 99, kéo dài 7 năm. Tại lúc đó thì còn hai đứa thì còn tôi thích nên là mình cảm có đông sáng. Từ sau thì bạn còn trẻ con, còn không chơi gì quá, không có quan tâm em gì. Nên là cuối cùng là chia tay. Còn mối tình thứ hai là em đang học đại học. Bạn đó thì hơn em 2 tuổi. Cái bạn trai của em á là bạn học của em hay là cái gì? Dạ bạn đó là diễn viên. Cổ hồi sức gây mê ghê ha. Hồi đi học mà cổ đã gây mê luôn ông thầy rồi ha. Rồi quen được bao lâu? Dạ 3 năm. Thì sau này thì em phát hiện ra là bạn đó đang tán tỉnh một em sinh viên khác khi còn đang ghen em, cho nên là em chia tay. Cứ dây dưa vậy đúng không? Cho nên là em quyết luôn. Bởi vậy người ta nói đàn ông á là chỉ có thêm không bao giờ có bớt hết trơn á. Mà muốn kết thúc một mối quan hệ đó là phụ nữ mới chấm dứt, chứ đàn ông dễ gì chấm dứt. Đàn ông không bao giờ mà nói thôi em ơi mình chia tay, không có đâu. Đàn ông chỉ có kiếm thêm thôi à. Đúng không? Trời ơi cười kìa. Trời ơi con Chiến ông cười tâm đắc dễ sợ. Chị Tường nói đúng quá mà đúng không em? Rồi. Thế còn Chiến thì sao? Tình trường của em sao? Em thì ba mối tình rồi. Mối tình đầu tiên đó là năm 2015. Em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Cô bé kia hơn em 4 tuổi. Dễ thương. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm. Cảm thấy hai người sống chung với nhau mà cảm thấy không hợp với nhau. Đó là nếu mà để kể về tại sao chia tay ấy, thì có thể em sẽ không nói ở đây. Cuộc tình thứ hai là năm 2016 tới 2019. Cũng hơn em 5 tuổi. Gu này gu lạ. Một người thì mình nói là hên xui, còn cái này chắc cũng mình tìm quá. Người ta thích quen với người lớn hơn nè. Chia sẻ một xíu bí quyết coi nè. Nói chung là về cuộc sống thôi, thứ nhất là người ta chín chắn hơn này. Ngày đó thì thực ra thì em còn nói chung là còn nhỏ đi ha, rồi là hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Công việc của em ngày đó là đang làm đầu bếp, thành ra thời gian của em rất là nhiều. Thì nói chung là khi mà về ở với nhau rồi thì cảm thấy không hợp nhau nữa. Cái lý do đơn giản nhất của tất cả cuộc tình đó là không hợp nhau thì mới chia tay thôi. Còn nếu đã hợp nhau rồi thì đương nhiên nó không thể nào chia tay được. Nhưng mà cái nào cũng thì đương nhiên cái nào cũng không hợp, nhưng mà nó phải cụ thể có một cái không hợp mà quen tới 3 năm rất là dài thì phải có một cái mấu chốt gì đó mà làm cho mình quyết định là thôi mình dứt luôn. Thời gian làm việc của em, thời gian hai người dành nhau ít hơn thì thành ra là tình cảm sẽ nhạt dần đi. Khi mà mình có thể vượt qua được cái khu vực này, cái khoảng thời gian này thì đó là mình sẽ yêu nhau được. Nhưng thì tụi em thì không vượt qua được thời gian này. Mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì mới cách đây khoảng 3 tháng. Mới 3 tháng thôi. Thì là mới chia tay được 3 tháng thôi, còn quen nhau được 1 năm. Cô ấy kém em 4 tuổi. Kém 4 tuổi hả? Đúng ở Bình Dương luôn. Mối tình này thì là em là quản lý nhà hàng. Cô ấy hay ra quán em nhậu thì hai người cũng quen nhau. Thực ra cô ấy còn rất là nhỏ, mới 22 tuổi thôi. Nhưng mà đến một trẻ con á, còn em á thì bây giờ em đang trong cái độ tuổi là phát triển sự nghiệp. Em mới set up với mới thiết kế cái nhà hàng ở Bình Dương, dành thời gian nhiều cho công việc, tiếp khách rất là nhiều. Có khi em thức đến 5-6 giờ sáng mới tiếp khách, 5-6 giờ sáng đi về. Thành ra là cô ấy ở nhà cũng chịu không chờ, rồi là cằn nhằn rồi công việc, không hiểu công việc của em. Sau nhiều lần xung đột thì từ anh đi. Chị nói thật sự luôn á, mình quen với những người phụ nữ lớn tuổi hơn có nhiều người ái ngại, chứ thật ra là vẫn không có vấn đề, tại vì tình yêu nó không phân biệt tuổi tác, với lại mọi thứ là do cái duyên số chứ cũng không phải là do mình muốn tìm kiếm chủ đích mình là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái người ta chững chạc hoặc là người ta có cái sự hiểu biết thì người ta sẽ dễ dàng thông cảm với những cái hoàn cảnh riêng của mình, cho nên là thôi duyên chưa tới, hy vọng ngày hôm nay nha. Sẵn cho hỏi luôn là bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè?
mẫu người của em thì cũng đơn giản thôi, bắt buộc phải hiểu cho công việc của em. Bây giờ hiện tại em đang có một cái dự án startup, nên em đang cần thời gian yên tĩnh để em làm việc, hiểu cho em về công việc của em, hiểu hơn công việc của em. Nhưng mà hồi nãy á, hồi đầu em đã giới thiệu với chị á, cái đã có ưu điểm của em á là em rất là cưng chiều bạn gái. Đâu anh nè, thì sao? Quan tâm bạn gái hơn nhiều hơn. Trước đây em là đầu bếp, xong mới chuyển sang quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Đó, nhưng mà giờ trong cái thời điểm này á, tự em đã rớt vô cái giai đoạn là lo phát triển sự nghiệp, rồi mới quen mà em không có cái thời gian quan tâm tìm hiểu người ta. Ví dụ như yêu nhau một thời gian rồi đó thì bạn gái mới hiểu thì mới thông cảm cho mình, còn giờ ở cái đoạn mới đang đi tìm một tình yêu mới mà nếu em không dành thời gian cho bạn gái thì làm sao mà mình tiếp cận, làm sao hai bên hiểu nhau được. Hiện tại bây giờ thời gian đang dịch, thành ra mọi người đang rất là rảnh thì thời gian này em sẽ dành cho người yêu em. Mình có thể quan tâm qua mạng chẳng hạn, như là con Zalo, Facebook nào đó. Nói chung là bạn gái có đủ để mình đồng cảm với nhau, hiểu nhau đúng không? Có thể là một tuần có thể đi chung hai lần, nhưng mà em á, tính chất công việc của em á, khi em làm quản lý nhà hàng thì em lại có rất nhiều thời gian rảnh, em cũng có thể ở nhà một nửa tháng hoặc nửa một tuần cũng được, không vấn đề gì hết, vì em không làm việc cho lương, em được doanh thu, thế nên là em có thể ở nhà một tháng hay nửa tháng thì cũng không vấn đề gì hết, em phải dành thời gian đó cho bạn gái em. Đó, em phải chia sẻ vậy cho hai cô gái đỡ căng thẳng chứ, tự nhiên chưa gì chơi mà em đa công việc không rồi không có thời gian cho người yêu, ai mà dám quen với em. Ok, cảm ơn, vậy là hiểu rồi đó. À, thì quay lại với Cẩm Tú một chút xíu, thế thì em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào Cẩm Tú? Tôi nghĩ đẹp, tôn trọng với lại thấu hiểu. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không? Cao hơn em, có cơ bắp một xíu, không cần phải xấu mút. Có cơ bắp xíu thôi ha, không cần cuồn cuộn ha. Cao hơn mình ha, em cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m55. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến với cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Mời em gái trước nha. Dạ ơi chị, là em mới trải qua một mối tình và anh chàng đó lớn hơn em 8 tuổi. Anh làm gì, có cùng công việc ngành y với mình? Chị trai đó cũng giống như bạn ô cửa màu xanh, là em quen thầy giáo à. Thầy giáo dạy môn gì? Thầy giáo dạy môn võ. Chương trình bữa nay lựa hai cô gái đều làm ngành y, đều yêu thầy giáo. Ghê thiệt. Rồi sao mà tự nhiên rồi chia tay vậy cưng? Mối tình em kéo dài 3 năm mà. Khoảng thời gian đầu thì yêu nhau nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết. Thời gian sau là do trong ngành của em đó, em làm đó, nó khá là bận rộn. Em phải trực đêm, rồi ban ngày em phải đi học, rồi nhiều khi chiều thì em đi dạy học nữa, đi làm thêm nữa. Thì cái thời gian của em nó quá ít để quan tâm bạn em á. Nhiều khi tối và em gọi cho bạn, anh ấy là ngủ rồi, anh ấy không có bắt máy em nữa. Sau dần dần đi thì thời gian của em càng ngày càng kín hơn nữa. Em không có thời gian quan tâm cũng như là đi chơi với anh ấy. Cho nên là anh ấy có một mối tình ở ngoài mà em không biết. Chứ lại bản thân em là người tin tưởng vào tình yêu. Khi quen một ai đó rồi là nghĩ là mình sẽ đặt hết niềm tin vào người ta luôn. Còn niềm tin đó của em đã bị bạn phá vỡ. Nghe chưa Chiến ơi, đó. Mà nếu mà cái ham mê công việc quá là coi như là bị cắm sừng hồi nào cũng không hay, thấy không? Tại vì đôi lúc mình phải sắp xếp cái thời gian cho nó. Ok chị. Cái thời gian sắp xếp nó phải hợp lý một chút. Chứ bây giờ cái gì cũng muốn hết thì đâu có được. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Ông cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Bây giờ mình kiếm chàng trai cỡ 1m7 trở lên là ngon lành ha. Và có gì nữa không? Có yêu cầu gì ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc cho mấy, tại em bị ứng mùi thuốc lá lắm. Còn như bạn trai mà đi nhậu nhẹ hay là gì đó thì em còn thông cảm, vì đó là công việc của các bạn. Nhưng mà uống nhậu nhẹ thì phải biết có một chút giới hạn nào đó, phải biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Đừng có đi quá giới hạn của nó không hay. Ok, rồi chúng ta sẽ qua đến với chàng trai cuối cùng, là chàng trai ngồi ở ô cửa màu đỏ. Chào bạn Hải ha. Tình trường mình sao? Dạ, nói về tình trường thì em trải qua khoảng 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc còn trước khi đi lính là từ lúc năm em học lớp 12. Kéo dài bao lâu? Gần 3 năm rồi. Em chia tay là vì em đi lính mà em chia tay, hay là chia tay trước rồi mới đi lính? Chia tay là đang đi lính, chia tay rồi. Bạn đó có lên thăm em ở trên quân đội á, xong rồi được khoảng một tuần rồi là bắt đầu bạn đó là chia tay em để quen một người khác ở trong quân đội luôn. Hả? Bị một đồng chí cướp tay trên luôn hả? Bạn nào mà chơi kỳ vậy? Mà làm sao hai người quen nhau được? Lên thăm em rồi bộ em vẫn đi giới thiệu hết luôn cho nguyên đội luôn hay sao mà anh kia anh quen? Bạn đó là cái lính vệ binh á chị, cho nên là khi ra vô là sẽ được gặp. Rồi em phát hiện ra hay là bạn nó tự thú?
em phát hiện ra xong rồi mà bạn đã chối, xong rồi em mới đưa mấy cái tin nhắn mà em chụp lại được á, là lúc đó là bạn đó quay lại bỏ em luôn. Ủa mà sao em có được tin nhắn? Dạ tại anh đó là lúc mà em hết 3 tháng tân binh á là em có chuyển ra ở chung phân đội giải binh chung với anh đó luôn. Mà tự nhiên ảnh quen bạn gái em rồi ảnh còn cho em coi tin nhắn của ảnh với bạn gái em nữa là sao? Dạ em cũng không biết nên chắc ảnh không biết á, chứ anh không biết bạn gái em. Rồi lúc đó tâm trạng của em như thế nào? Thì lúc đó là em buồn. Xong rồi coi như là mình không làm được gì hết luôn, là không ăn được, không ngủ được. Khoảng thời gian đó là đầu em xuống tầm khoảng gần 10kg. Trời ơi ghê vậy đó hả? Mối tình đầu xuống 10kg không ăn không uống. Bây giờ là bạn Trúc á, hiện tại chương trình đang tạm thời ghép đôi với mình á, là không có thích hút thuốc. Bây giờ em bỏ được không? Tại em là trong quá trình đang em đang trị bệnh bú cổ của em á, cho nên em bắt buộc phải bỏ thuốc và bỏ rượu, nên em đang trong cái quá trình là bỏ hết. À, thế rồi những mối tình sau này như thế nào, có cái gì ấn tượng không? Mối tình tiếp theo là lúc đó em đi lính được khoảng một năm mấy rồi, hơn một năm. Một bạn đó, bạn cũng có tình cảm với em và hai đứa tìm hiểu khoảng một tháng mấy á chị. Cái bộ đội sao rồi quen được ai? Dạ ông, em chơi trên một cái app tìm bạn á. À rồi rồi chị hiểu rồi, trên mạng thôi ha. Rồi sao nữa? Tìm hiểu nhau một tháng á là bạn đó lên thăm, lên chơi với em luôn á, là quen nhau được hai ngày là thôi. Tình yêu gì kỳ vậy? Vì quen nhau một tháng rồi lên chơi hai ngày rồi thôi. Sao vậy? Sao nhanh như chớp vậy? Lúc mà em gần bạn đó và em có cảm giác là mình không phải gọi là yêu, cho nên em chấm dứt để cho đỡ đau đớn bạn về sau. Trời ơi, vậy là ông này, cái gu ông này là gu đau đớn rồi gì mà đỡ đau đớn thì cứ yêu đi, chừng nào đau đau. Cứ yêu đi, chừng nào đau đau. Vì mới yêu hai ngày mà sợ đau đớn thì chia tay, trời. Trời ơi, chán không ghê. Rồi, mối tình thứ ba. Tình thứ ba là lúc em ra lính. Rồi ra lính là mạnh mẽ hơn. Ra lính là gần 2 năm, là mới vừa rồi, mới chia tay. 27 em ra là bây giờ là chia tay cũng được khoảng 1 năm mấy rồi. Rồi lúc này là chín chắn mà trưởng thành rồi, quen cũng được 2 năm mấy rồi, tại sao chia tay? Cái khoảng thời gian mà hai đứa tiếp xúc với nhau, ở chung với nhau là có những cái mà không hiểu nhau, những bất đồng ngôn điểm, cho nên là tụi em chia tay. Anh Hải muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ở cái tuổi của em là em muốn tìm một người mà chân thành. Tuổi tác không quan trọng, lớn nhỏ quan trọng, miễn sao là có cái sự trưởng thành, cho đó có sự người lớn, hiểu chuyện một xíu. Em nghĩ như bao lâu nữa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân? Tầm khoảng 4 năm nữa. Kế hoạch mình đưa ra như vậy, còn cái chuyện thực hiện được tới đâu thì là còn tùy ha. Mọi thứ là tùy duyên. Trước mắt là sơ bộ bốn bạn đã giới thiệu với nhau rồi. Như chị Tường chia sẻ lúc nãy nha, là bây giờ chị Tường sẽ cho cả bốn bạn nhìn thấy nhau. Hồi nãy giờ mới nghe thôi, nhìn thấy có cái mặt tôi à, chán quá đúng không? Bây giờ cho các bạn nhìn thấy nhau nè. Và nhớ là luôn luôn mình, bản thân mỗi người đều có quyền có hai cơ hội để lựa chọn nha. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe trái tim của mình. Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường kết nối bốn bạn với nhau. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2, mở cửa trái tim. Rồi các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi. Một chút xíu cảm xúc đi. Đầu tiên là mình cảm nhận như thế nào khi mà mình được nhìn thấy so với nghe tiếng nói nãy giờ. Các bạn chào nhau một chút xíu đi. Chiến chào trước nè. Nói chung là em có thêm một bạn mới thì em cảm thấy vui thôi. Còn cảm xúc thực tế thì em khó nói lắm. Khó nói lắm ha. Gặp nhau trực tiếp ở ngoài mà còn chưa có đo được, hiểu được cảm xúc nó, huống chi là đang online như thế này phải không? Ok thôi được rồi, như vậy thì từ từ mình sẽ trò chuyện thêm một chút xíu nữa. Bây giờ thì chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề, rồi mình sẽ cùng nhau thảo luận xung quanh cái chủ đề đó để mình hiểu được cái quan điểm cũng như là cái tính cách của nhau, đồng ý không? Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường xem cái chủ đề đầu tiên. Mẹ ơi, anh ấy lại về nhà muộn và còn không cho con kiểm tra điện thoại. Rồi anh ấy mới đáp trả là cô ấy luôn luôn khiến con phải phát điên, con từ bỏ đây. Đó, cặp màu xanh, Cẩm Tú và Chiến. Bây giờ Tú sẽ nói cái suy nghĩ của mình trước. Nếu đó là hoàn cảnh gia đình của em thì em xử lý như thế nào? Nếu là em thì em sẽ nói những cái điều mình khó chịu về chồng mình. Nên là mình không thích chồng mình về khuya, hoặc là chồng mình có lý do gì đó, công việc gì nọ phải về khuya, nhất định phải về khuya, thì phải nói cho mình biết để mình, thứ nhất là mình đỡ lo, thứ hai là mình không có suy nghĩ lung tung. Em có điện thoại mét mẹ anh ấy không? Dạ.
đó là chuyện của hai người rồi. Thì mình nếu mình không giải quyết được thì sau mình mới hỏi ý kiến người lớn. Giống như chị là chị mét á, chị rất là thích mét mát người lớn, bởi vì mình nghĩ rằng đôi lúc mình nói không chưa có FP, mình phải mét để mình tìm đồng minh. Em thì đến lúc đó thì chưa cần tìm đồng minh, mình muốn tìm đồng minh thì mình phải có chứng cứ mà có lợi cho mình trước để mình lôi kéo đồng minh. Bây giờ muốn có chứng cứ mà kiểm tra điện thoại, em không kiểm tra điện thoại làm sao em tìm được chứng cứ? Mình phải có nhiều mối quan hệ với chị. Bạn bè của ảnh thì trong lúc quen thì mình cũng phải là quen luôn cả bạn bè của ảnh, là làm thân với bạn bè của ảnh. Thì lúc đó mà ảnh có đi mà ảnh không nói với mình thì mình hỏi. Thưa giờ khi mà em quen cái mối tình của em đó, cái gì thầy giáo là bị thầy giáo cấm sừng đúng không ta? Đúng rồi. Ở đây em có kiểm tra, em có đòi kiểm tra điện thoại của người yêu mình không? Mối tình đó thì em quản lý người yêu rất là chặt, là báo Facebook, Zalo là em đều có hết. Lúc đó là bạn nó tự nguyện là cho em biết, tại vì bạn nó muốn chứng minh là bạn đó chỉ có một mình em thôi. Thì em cũng để đó thôi, lo cho anh thăm nhẹ một chút. Tại sao hồi đó yêu thì quản lý, mà bây giờ nếu mà yêu nhà chồng mình thì mình không chịu, không quản lý? Em ngộ ra một điều là lúc mà quen nhau á, tức là mình muốn giữ người ta, mình giữ chặt người ta, mình có quản lý cỡ nào thì người ta vẫn có thể có người khác nếu người ta muốn. Nên là bây giờ mình có quản lý hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ở cái người nam đó thôi. Hey. Sao Chiến ơi, chăm chú lắng nghe kỹ quá mà, phân tích kỹ quá mà, em có phản biện gì với Cẩm Tú không? Mời em, với cặp vợ chồng như lúc nãy, nếu như là vợ chồng em thì em xử lý như thế nào? Chúc mừng em. Nếu mà giả sử nếu có duyên đi ha, nếu có duyên mà hai đứa về với nhau chẳng hạn, thì chúc mừng em là có đồng minh gì đó. Mẹ anh cưng con dâu lắm. Thứ hai là anh nói về tính chất công việc của anh nhá. Công việc của anh á là có thể cái giờ mà em đi làm là lúc anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về á là lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng á, karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ giấc làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là ngược nhau. Thì cái này em có thể hiểu được cho anh hay không là vấn đề cho em ha. Còn về vấn đề là điện thoại á, thì anh có thể đưa mật khẩu Facebook Zalo của anh cho em, đó là chuyện bình thường. Nếu yêu nhau rồi thì không có gì phải sợ cả, mình không có không phải sợ. Nhưng cái rất quan trọng này, cái tính chất công việc của anh á, hầu hết là các bạn nữ, còn vào karaoke là bạn nam. Nhưng anh làm quán nhậu nhiều hơn và anh là người bên chăm sóc khách hàng quản lý, thì anh phải chăm sóc khách hàng rất là nhiều. Thì em khi em ghen như vậy là anh sẽ tự nhiên mất khách hàng của anh. Nghe là không được ghen với khách hàng rồi mét mẹ thì được, cho kiểm tra điện thoại thoải mái. Nhưng mà rồi liệu em có đánh lận con đen không? Biết đâu những khách hàng ai người ta ghen, cái em cũng nói đó là khách hàng, nhưng thật ra đó là cũng là tò te túng tí với người ta rồi sao? Em còn nghiêm túc trong tình yêu lắm. Em khi yêu em nghiêm túc lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai dành cho cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Điểm chung của các bà vợ dễ bị chồng chán, cằn nhằn, lao có cái nhà mà cũng không sạch, mà sao anh không đổ rác, có mỗi chuyện thu dọn quần áo dặn hoài luôn mà cũng không nhớ. Bây giờ cho Hải nói trước đi. Nên em sẽ nói rõ là em không có thích cái vấn đề đó. Mà đôi khi là người vợ của mình ra ngoài đường thì gặp nhiều cái stress ngoài đường, thì về nhà càng nhìn với chồng đó cũng là điều lẽ thường. Cho nên mình hiểu thông cảm một phần cũng không sao. Nhưng mà nếu vợ em như vậy thì em có chán không? Với những cái lý do nhỏ như vậy mà để chán nhau thì không nên. Em có phải là cái người giỏi việc nhà không? Và em có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ không? Tại em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái tại sinh thử á, là em cũng làm những vấn đề đó rồi. Với những chia sẻ của anh chồng lúc nãy á, thì trước tiên là Tú cảm thấy như thế nào? Em cũng nói luôn là em là một người sống phóng khoáng, em không có cằn nhằn những việc đó. Ví dụ sau này mình là vợ chồng và ở nhau thì mình có thể share việc nhà ra. Tế lẽ những việc đó là người phụ nữ là phải làm, nhưng mà có thể là do công việc em quá bận thì chồng phụ em một xíu công việc cũng được. Công việc đó không đáng để cằn nhằn, việc cằn nhằn nó mất đi tình cảm vợ chồng, em không thích. Còn về việc nãy giờ anh Hải anh cũng có chia sẻ là anh đã từng sống chung với những bạn gái trước đây, có nghĩa là mình có trải qua sống thử và anh luôn luôn hỗ trợ bạn gái trong cái công việc, đặc biệt là công việc nhà. Thì em suy nghĩ sao về điều này và em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em không thích cho mấy. Tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắt khe, đối với em bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắt khe về vấn đề đó. Cẩm Tú ơi, em thì suy nghĩ như thế nào về việc sống thử? Em không thích sống thử.
về vấn đề mà bạn Chiến trước đó có phóng thử thì chuyện đó là chuyện quá khứ của nó rồi, nên là em không có ý kiến cái chú quan tâm hiện tại và sau này thôi. Nếu bây giờ quyết định lựa chọn đây là cái đối tượng của mình rồi, vì để thuận lợi cho công việc và mọi thứ thì anh ấy muốn là dọn về ở chung để tiện chăm sóc cho em, mình cũng đã có kế hoạch tiến tới hôn nhân rồi, thì em có đồng ý không? Dạ, chị nói thì chỉ cần ảnh nói chuyện với người lớn thì xin phép ba mẹ đồng ý thì em cũng nghĩ. Ok, được. Đúng, có nghĩa là mình không có ngại, với điều kiện bạn có thật tình thì cứ đến nhà mình mà trình bày, đúng không? Còn ấy có gan trình bày và ba thuyết phục được ba mẹ mình thì đi thôi. À, bây giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hết rồi, tranh luận hai chủ đề cũng xong hết rồi. Bây giờ trước khi mà đến cái phần 3, đó là cái phần quan trọng, đó là quyết định, thì các bạn có muốn thể hiện điều muốn nói cái gì với hai người bạn còn lại không, hay là mình tặng nhau, mình giao lưu một chút xíu tài lẻ cho cái chương trình nó hấp dẫn chút xíu đi. Đó, bây giờ Hải hãy tặng cho chương trình một bài hát gì cho vui vui đi. Hải vỗ tay đi các bạn ơi. Rồi, xin mời em. Lạc bước lối, làm sao tìm nhau giữa bầu trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành mây khói. Em quên rồi. Mấy năm trong bộ đội thất tình hai lần đó trời, hát được vậy đó trời ơi trời. Thế bây giờ Trúc thì sao nè? Em thì em không có biết hát, nhưng mà em có tại là hay thả thính người ta. Thả thính sao Trúc? Cha mẹ cho bạc cho vàng, không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Vậy thì hai bạn nam cho em hỏi hai bạn suy nghĩ gì về câu đó? Trời ơi, câu đó quá hay luôn chị ơi. Hay chỗ nào? Mình quen được một người vợ mình ngành y thì sức khỏe gia đình mình được người đó chăm sóc hết rồi. Đó là một cái lợi. Lợi à, cũng đúng. Ủa vậy rồi có cái hại gì không? Quen ngành y có cái hại gì không? Hại là ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Theo quy định của bác sĩ. À, không được tự do ha. Nhiều khi rồi vợ kỹ quá rồi. Bắt giờ này ngủ giờ này thức, ăn món này món kia món nọ ha. Vậy còn Chiến thì sao? Yêu một người quen anh y thì cũng tốt, nhưng mà nó lại trái ngược giờ với em rất là nhiều. Phản khoa học quá, em phản khoa học quá. Người đưa ra đó câu hỏi, em có cái giải trình gì, cái đáp án gì, suy nghĩ gì về câu nói đó? Tại sao em lại hỏi các chàng trai này câu đó? Cái thứ nhất là yêu một nàng ngành y á, thì là bọn em biết chăm sóc sức khỏe. Đồng ý. Còn cái ưu điểm thì ức khuya với lại không sợ gì hết luôn. Ngành y không sợ gì hết. Hay, cái này tôi mới biết á. Hồi nãy em anh Chiến nói là anh Chiến hay thức khuya, mà sao anh nói em trái với giờ anh là như thế nào vậy? Tại vì em cũng thức khuya, em trực đêm luôn mà. Anh cũng đi đêm, anh cũng ăn đêm với bạn bè các kiểu, giao lưu với mọi người, mà sao anh nói em trái với giờ? Không, anh được không? Anh cứ nghĩ là làm trong ngành y tế, làm cô bác sĩ y tá thì sẽ làm trong giờ rất là hành chính á, từ sáng cho đến tối. Nhưng mà thật ra là Chiến nói đúng á. Chiến nói đúng đó, em chưa hiểu vấn đề. Tại thật ra là cơ bản thì bác sĩ cũng là làm việc ban ngày. Cơ bản là làm việc ban ngày và sẽ có trực đêm, chứ không phải là đêm nào cũng phải thức. Còn riêng anh Chiến là đêm nào anh cũng vậy hết á. Không có cái đêm nào mà anh về với em đâu à, đêm nào anh cũng đi làm hết trơn á. Ý ảnh là như vậy, hiểu không? Còn bác sĩ là khi nào có bệnh nhân hoặc có các ca trực hoặc là tăng ca hoặc cái gì đó, lâu lâu thì người ta mới trực. Còn bác sĩ thì mình vẫn làm việc chủ yếu trong bệnh viện là ban ngày, ban đêm thì thay phiên nhau trực, chứ không phải là cái làm việc ban đêm. Thế bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 3 của chương trình với tên gọi là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhìn cho kỹ cái biểu tượng của mình, nhìn cho kỹ nhé, và chúng ta sẽ đưa ra quyết định tùy các bạn thôi. Hãy làm sống theo đúng trái tim của mình, mách bảo đúng với lý trí của mình. Thích như thế nào, muốn như thế nào thì làm như vậy. Sau 5 giây, các bạn sẽ đưa cái biểu tượng mà mình chọn lựa lên. Nếu như mình muốn làm quen, kết nối và hẹn hò với đối phương ở
cái ô màu xanh hay cái ô màu đỏ thì mình sẽ đưa cái trái tim cùng màu lên. Nếu như chúng ta không cảm nhận mà không muốn, chưa thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta hãy lịch sự đưa lên cái gương mặt cười, cười tươi như chị Cát Tường vậy nè. Ok, hiểu rõ chưa? Và bây giờ là 5 tiếng đếm, 5 giây của khoảnh khắc quyết định. 5 Mối tình đầu tiên đó là năm 2015. Em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm. Cảm thấy hai người sống chung với nhau và cảm thấy không hợp với nhau. Đó là nếu mà để kể về tại sao chia tay ấy, thì có thể em sẽ không nói đây. Tại em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái là sinh thử đó. Tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắc khe, đối với em bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắc khe về vấn đề đó. Em không thích phóng thử. Về vấn đề mà bạn kiến trước đó có phóng thử thì là chuyện đó là chuyện quá khứ rồi đó rồi. Nên là em không có ý kiến, em chỉ quan tâm hiện tại và sau này thôi. 4 3 Âm nhạc đang rất hấp dẫn. 2 và 1 Rồi. Cẩm Tú, em đưa cái gì vậy Cẩm Tú? Cười của em đó chị. Cười của em á chị, em người duyên dáng mà có người đau lòng quá. Hôm nay chia buồn với Chiến rồi. Chị Tường chỉ thấy được trên màn hình có một cặp đôi thôi. Đó là một cặp đôi ở bà, hai bạn, đó là bạn Hải và bạn Thanh Trúc ở ghế màu đỏ. Rồi bây giờ từ từ cái cặp đôi chúc mừng tôi chúc sao đi. Bây giờ tôi hỏi cô Cẩm Tú nè, sao mà cô đưa mặt cười vậy cô Tú? Thật ra thì em thấy anh rất là tốt, ngoại hình cũng ok, công việc ổn định. Nhưng mà chứ là công việc của ảnh thì em sợ thì sau này không có nhiều thời gian để gặp nhau. Công việc của anh á là có thể cái giờ mà em đi làm là anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về á lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng á, karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ rất làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là phù hợp nhau. Tại vì ảnh thường làm buổi tối, em thì bình thường em sẽ làm theo giờ hành chính hoặc là em có đi trực tuần khoảng 1-2 ngày. Thì em sợ sau này hai người không có gặp nhau được nhiều chị. Thật ra đó cũng là một cái lý do rất là chính đáng, rất là tiếc luôn á. Chứ chị thấy thật ra hôm nay Chiến với Cẩm Tú cũng rất là đẹp đôi nha. Nhưng mà hai bạn đã không có bấm nút hẹn hò thì chương trình sẽ không có kết nối được hai bạn với nhau. Như vậy đúc kết lại ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một cặp đôi thôi. Một lần nữa là chúc mừng Hải với Thanh Trúc nha. Nếu mà trên sân khấu là nãy giờ tôi bắt hai bạn nắm tay nhau và hôn nhau rồi để chụp hình làm kỷ niệm. Cảm ơn. Rồi bây giờ đến quà tặng dành cho các bạn nè. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay quý vị theo dõi chương trình thì cũng nhiều cung bậc cảm xúc giống như Cát Tường đúng không? Phải khen là bà Mai cũng cố gắng hết sức rồi, chứ mọi người biết làm Mai mà online như vậy nó căng thẳng lắm. Tường phải lắng nghe rồi phân tích đồ dữ lắm và phải công tâm để mà cho các bạn ấy hiểu nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là tiếc chỉ kết đôi được với một cặp đôi thôi. Cặp đôi đã bấm nút hẹn hò thì các bạn sẽ được tặng mỗi bạn là 1 năm xài miễn phí bộ giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một nha. Khi nào mà các bạn báo tin hỷ cho chương trình thì để chúc mừng sự thành công của các bạn, giống như là sự thành công 2-trong-1 của các bạn, thì nhãn hàng bộ giặt Joy sẽ hân hạnh tặng mỗi bạn là 2-1, có nghĩa là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha các bạn nha. Hai bạn kia cũng vậy, dù là hôm nay mình không có hẹn hò, không có kết nối được với nhau, nhưng mà cũng có phần quà an ủi. Bột giặt Joy cũng gửi tặng cho các bạn, mỗi người là 1 năm xài bột giặt Joy miễn phí luôn. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.
Quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCB Media. Hãy đăng ký ngay Netlo để được theo dõi chương trình sớm nhất nha quý vị. Tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng một giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho những cái bạn gặp gỡ nhau nè, rồi kết đôi cùng nhau nè, và chúc cho các bạn hãy sẽ hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi, lưu ý giúp Tường nha. Bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.